quán trên sông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngoại của cháu Thúy. Thế đây là bà nội của cháu Thúy. Thế kia là người ngoại đấy, bà trẻ, có nghĩa là vợ tôi. Xin báo cáo. Thế kia thì như thế là mẹ của cháu Thúy. Chắc là các cụ tông các bà biết tất cả. Vâng, cụ cứ tự nhiên rồi. Vâng, theo quy luật này. Xin thưa các cụ, thì tôi cũng lại đại diện cho họ nhà cha. Thế con xin các cụ biết rằng là tôi là ông chú, tức là ông của cháu Thương và cháu Loan. Chắc các cụ biết đâu rồi. Thì hôm nay cái lịch trên đây là thứ nhất là kính thưa các cô, cũng như các ông các bà cùng các vị quý khách nam nữ bạn bè chung toàn thể nhà cha. Tôi là ủy viên của ông Bảo Sơn viên và cũng là một nơi đầu bỏ đầu cho cháu. Cái này trong thủ tục chắc cũng cho phép rồi. Chắc con nha là chúng tôi lại con nha là xin bỏ cái đầu xong rồi chúng tôi lại quay là phải có cái đầu xin cháu đâu. Với các cụ, nhưng các cụ lại miễn lễ cho thì cái điều này là quá quý. Cái này mong các cụ quan viên họ trong này là nguyên thưa chúng tôi. Thế thì được sự đồng ý của các cô, đồng ý của ông bà, thế cho các cháu tìm hiểu. Rồi sau các cháu tìm hiểu nó cũng cẩn thận cạnh kẽ, xong rồi về trình lại với các cụ quan viên trên này, rồi lại báo cáo lại với bố mẹ là cũng qua lưng nhau rồi, tức là coi là thủ tục. Thì cái này là các cụ trên này và con bố mẹ có nhất trí. Thế thì nay là ngày này tháng tốt, thì chúng tôi có cơ đầu trước nhất như ban đầu nói là ý phái tổ tiên, sau nữa là xin cháu về làm dâu quan viên họ chúng tôi và làm vợ của anh của cháu. Cái này là trong thủ tục thì các cụ cũng thông cảm cho về lề lối, về pháp luật thì chắc con sẽ cũng đã hoàn toàn nhiệm vụ. Thì tôi đại diện cho họ nhập trang để xin có ý kiến và cuối cùng xin chúc các cụ làm mạnh khỏe. Có nghĩa con cao tuổi niên thì có nghĩa là có thôi là cao tuổi niên. Còn đây là đây là chắc là bà chồng rồi. Chứ còn ngoài kia thì là có cái ông trưởng đoàn, cái đấy là giới thiệu nó là trong nội ngoại, nhưng mà nói qua kia là cái gì về các tôi phát biểu rồi. Chứ còn đây thì đúng là các cụ là đúng là cao tuổi, chúng tôi có mình tôi xin trưởng đoàn, đây là con mình tôi là cao tuổi, còn không có gì là khác hơn. Đây cái đề cụ nếu thứ là nghe là bảo là đây là gấp gặp tại chưa giới thiệu nó biết thì khác báo cáo là hai cháu đại khí bùi và quá chứ cái điều là hơn nữa thì là đã về báo cáo với cơ quan toàn thể rồi báo cáo với lại bố mẹ thì cũng thấy là được nhất trí cơ quan toàn thể rồi nhất trí hai gia đình thì hôm nay được ngày này khá tốt, được ngày đại lễ của các cháu thì các cụ công các bà thì như thế là ngoài ra từ lễ cao nhất trí từ lễ chung một mái nhà là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng em tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong.
từ trái tim.